đoàn phụng vụ rất thân mến. Vâng lời Đức Giám mục Giáo phận, con xin được phép chia sẻ một đôi tâm tình, một vài suy nghĩ trong thánh lễ an táng của cha cố Phaolô Võ Văn Nam. Dựa vào lời Chúa mà chúng ta vừa nghe, kính thưa cộng đoàn phụng vụ, thế là cha cố Phaolô Võ Văn Nam đã rời bỏ chúng ta ra đi mãi mãi, và có lẽ chẳng có lời lẽ nhân loại nào có thể ủi an xoa dịu nỗi niềm tiếc thương của gia đình linh tông huyết tộc và nhất là của giáo xứ Đông Hải. Bởi vì trong thời khắc mọi người đang chuẩn bị, đang có tâm tình và đang làm mọi việc để hướng đến việc sẽ mừng lễ Kim Khánh Linh Mục của cha cố Phaolô, và ngày đó cũng đang đến rất gần. Và như vậy, lời lẽ của vua Khít-ki-gia trong bài đọc thứ nhất trích sách tiên tri Isaiah xem rất rất phù hợp với tâm tình của những người con giáo xứ Đông Hải, tâm tình của những người thân nhân của cha cố Phaolô. Lạy Chúa, con như người thợ dệt đang mãi dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ. Thưa cộng đoàn, đau buồn tiếc thương là lẽ thường tình khi chúng ta mất đi người thân. Nhưng mà giờ phút này, chúng ta hãy nén đau thương, ngước nhìn lên thập giá của Chúa, hãy lắng đọng tâm hồn để cho lời Chúa soi sáng và sưởi ấm cõi lòng chúng ta. Bởi vì chỉ có lời hằng sống của Ngài mới có đủ uy quyền và sức mạnh để soi rọi vào đêm đen tang tóc mà chúng ta đang đối diện. Và quả thật, chúng ta chỉ có thể hiểu thấu được mầu nhiệm sự chết mà con người phải đối diện xuyên qua sự chết và phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Và trong cuộc đời này, khi mà chúng ta cảm thấy buồn chán, thất vọng, khi mà chúng ta không còn có gì để chúng ta hy vọng, thì chúng ta vẫn còn có Chúa là chốn chúng ta tựa nương. Và thưa cộng đoàn, lời thứ nhất ủi an chúng ta đến từ bài đọc 1 trích trong sách tiên tri Isaiah, diễn tả tâm tình của vua Khít-ki-gia khi đối diện với đau khổ của kiếp người, nhưng vẫn một niềm tin tưởng phó thác trọn vẹn vào Chúa. Lạy Chúa, tháng ngày đời con là của Chúa, sự sống linh hồn con thuộc về Ngài, xin Ngài thương cứu độ, rồi con sẽ ngày ngày sướng họa đàn ca ở trong nhà Chúa suốt cả cuộc đời. Thưa cộng đoàn, lời này gợi lên trong tâm hồn mỗi người chúng ta niềm tín thác tuyệt đối vào Chúa là cha yêu thương, và chắc chắn Chúa đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện những điều tốt đẹp nhất cho phần rỗi của chúng ta theo thánh ý nhiệm màu của Ngài, mà đôi khi chúng ta không hiểu thấu nổi, hoặc là chúng ta không giải thích được. Và với cha cố Phaolô của chúng ta đây, 81 năm trên cuộc đời dương thế và 50 năm linh mục là một hành trình cố gắng từng ngày để thuộc về Chúa qua việc sống tròn đầy sứ vụ linh mục mà mình đã lãnh nhận, nhất là trong 48 năm ở tại vùng đất Đại Hải thân thương. Đặc biệt là từ khi kỷ niệm 49 năm linh mục vào ngày 16 tháng 12 năm 2022 cho đến nay, khi bệnh tình của Ngài bộc phát và trở nặng, thì Ngài lại càng ý thức rằng ngày tháng đời con là của Chúa. Qua từng cử chỉ lời nói toát ra cái tinh thần phó thác, cầu nguyện, lần chuỗi dặn dò mọi người và thu xếp mọi việc để chuẩn bị kỹ càng cho ngày vĩnh viễn sướng họa đàn ca trong nhà Chúa ở trên trời. Thưa
được cộng đoàn. Lời ủi an thứ hai dành cho chúng ta đến từ thư của Thánh Phaolô tông đồ mà chúng ta nghe trong bài đọc 2. Nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã chết và sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giêsu sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng với người, và như thế chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. Vậy anh em hãy dùng những lời lẽ ấy mà an ủi nhau. Vâng, kính thưa cộng đoàn, đây quả là một lời đầy ủi an chúng ta, là một lời đem lại cho chúng ta ơn bình an, cho dù chúng ta đang đứng trước nghịch cảnh đôi lúc không hiểu được bằng lý trí của con người. Với gia đình linh tông huyết tộc và đặc biệt với giáo xứ Đông Hải của cha cô Phaolô, nơi mà ngài là cha sở tiên khởi, thì sự ra đi nhẹ nhàng, bình an, không dằn vặt đau đớn và rất ấm áp trong tình hiệp thông yêu thương, trong lời kinh nguyện cầu liên lỉ của mọi thành phần dân Chúa từ khi ngài trở bệnh nặng cho đến khi ngài an giấc trong Đức Giêsu Kitô, và đến giờ phút này, đó chính là lời ủi an, đó chính là lời tin tưởng, đó chính là lời hy vọng. Và chắc chắn rằng cha cố Phaolô của chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. Và cuối cùng, thưa cộng đoàn, lời thứ ba chính là lời Chúa Giêsu trong lúc đau khổ nhất, lúc oan khiên nhất, đã khẳng định bằng những lời lẽ uy quyền nhất: tôi bảo thật cho anh biết, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Đây là lời đầy quyền năng, nhưng phát xuất ra dựa vào một lời đầy tin yêu và phó thác: lạy cha, con xin phó thác hồn con trong tay cha. Lời của Chúa Giêsu trên thánh giá là lời hứa, là lời bảo đảm chắc chắn cho chúng ta rằng nếu chúng ta biết phó thác trọn vẹn đời mình cho Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ được hạnh phúc với Chúa ngay hôm nay. Thật vậy, thưa cộng đoàn, cha cố Phaolô của chúng ta thật có phúc, và phúc lành đấy xảy ra ngay hôm nay, không thể là tình cờ, mà tôi tin chắc rằng đó là do bởi ân sủng của Chúa đã thương ban, nhờ những khát khao cầu nguyện của chính cha cố lẫn những người thân thương với ngài, được Chúa rước về vào rạng sáng ngày thứ bảy trong sự bảo trợ của mẹ Maria, đấng mà cha cố hết lòng hết dạ yêu mến, được thỏa lòng ước mong của bà con giáo xứ Đông Hải là có được hai đêm canh thức bên người cha già kính yêu vừa qua đi, và được an táng trong ngày đại lễ kính thánh Giuse, là đấng bảo trợ giáo hội, đấng gìn giữ các bậc đồng trinh. Và từ những phúc lành thấy được trong ngày hôm nay đó, chúng ta có cơ sở để chúng ta tin rằng và chúng ta hy vọng rằng cha cố Phaolô sẽ được ở với Chúa trên thiên đàng sau khi ngài đã thực sự phó thác hồn con trong tay cha. Như vậy, kính thưa cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, dưới ánh sáng từ thập giá và lời Chúa, chúng ta hiểu rằng cha cố Phaolô của chúng ta đã kết thúc tốt đẹp hành trình dương thế của mình, đã hoàn thành sứ mạng Chúa cha trao phó và hoàn thành theo cách mà Chúa muốn, chứ không phải theo cách mà con người muốn. Thiết nghĩ cha cố Phaolô đã một đời sống cho Chúa, đã chết cho Chúa. Chúng ta phó thác linh hồn cha cố Phaolô trong vòng tay nhân lành của Chúa, và nguyện cầu cho cha cố Phaolô nếu còn điều gì vướng mắc ở trần gian này, thì nhờ lòng xót thương của Chúa được Chúa tha thứ, thanh tẩy và đưa vào hưởng hạnh phúc với Chúa. Và lời cuối cùng, với tư cách là người con trong gia đình linh tông của cha cô Phaolô, con không thể nào quên được hình ảnh rất bình an và thanh thản trong thời khắc cha cố Phaolô nhắm mắt xuôi tay trở về với Chúa, và ba lời nói sau cùng rất chân thành của cha cố Phaolô trong chúc thư mà cha giám đốc nhà hữu dưỡng linh mục Cần Thơ vừa công bố đầu lễ an táng hôm nay.
Con xin cúi đầu chào tất cả. Con xin cảm ơn và xin cầu nguyện cho con. Vâng, con nghĩ rằng đó là ba lời đẹp nhất trước khi từ giả cõi đời. Xin chào, xin cảm ơn và xin cầu nguyện. Hôm nay, mọi người có mặt trong thánh lễ này để xin chào cha cố Phaolô lần cuối. Hôm nay, mọi người có mặt trong thánh lễ này để cùng với cha cố Phaolô cảm ơn Chúa, bởi vì thánh lễ theo nguyên ngữ Hy Lạp có nghĩa là tạ ơn. Và hôm nay, mọi người có mặt trong thánh lễ này để cầu nguyện cho cha cố Phaolô. Lạy Chúa, Chúa ban ân sủng và tình thương cho những người Chúa chọn. Xin cho linh hồn cha cố Phaolô của chúng con được yên nghỉ muôn đời. Amen.